thân kính chào quý vị và các bạn. Lần nữa tôi Mục Xí Lê Hồng Phúc rất vui được chia sẻ đề tài Chúa biết tôi. Theo tờ báo The Sunday Times tại Anh Quốc, một trong những tờ báo được ưa chuộng đọc nhiều nhất tại London, Anh Quốc, đăng một bài viết về vấn đề người ta bị theo dõi tại Vương quốc Anh ngày nay. Đây nói về mọi hành vi cử chỉ kể cả hồ sơ lý lịch của mình để có người khác biết. Bài viết cho biết có 5 lĩnh vực mà người ta thường bị theo dõi hàng ngày. Thứ nhất bị theo dõi trong siêu thị. Mỗi khi bạn dùng thẻ tín dụng, chi tiết chi tiêu cá nhân của bạn đều bị các công ty siêu thị biết hết. Thứ hai bị theo dõi trong phòng làm việc. Mỗi khi bạn gửi tài liệu gì ra ngoài bằng đường internet, các hãng internet đều biết rõ chi tiết nội dung của tài liệu bạn gửi đi. Thứ ba bị theo dõi khi dùng điện thoại cầm tay. Điện thoại cầm tay chứa đựng nhiều chi tiết về hồ sơ cá nhân của bạn và số điện thoại của bạn. Thứ tư bị theo dõi ngoài đường phố. Cảnh sát Anh cho biết cứ mỗi một máy chụp hình CCTV camera cho 14 người dân sinh hoạt ở ngoài đường. Và thứ năm, bị theo dõi ngoài xa lộ. Bài viết kể trên cho biết con người ngày nay có sự khôn ngoan chế tạo những loại máy tối tân hiện đại nhất để theo dõi nhau. Như vậy, không có gì là bí mật giấu kín trong thời đại chúng ta sống ngày nay nữa giữa người với người mà còn không giữ kín được những việc nhỏ thì huống chi giữa Chúa và người, làm sao ta che mắt đấng tạo hóa được. Người Việt ta có câu, ông trời có mắt là rất đúng. Lời Chúa dạy rất rõ ràng trong thư tín Hebrew chương 4 câu 13 rằng, chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thải đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. David một vị vua nổi danh của dân Do Thái trong thời Cựu Ước đã mô tả một cách thật chi tiết về kinh nghiệm biết Chúa của ông qua Thi thiên 139. Đây là một bài thơ của vua David được Thánh Linh Chúa soi dẫn cảm tác để cho dân sự Chúa dùng trong việc ca ngợi thờ phượng Chúa. Thi thiên 139 cho biết Đức Chúa Trời là Thượng Đế, là Đấng tạo hóa, cầm giữ tất cả mọi sự trên vũ trụ thiên nhiên này. Chẳng có gì Đức Chúa Trời không biết, chẳng chỗ nào không có Ngài vì con người là tạo vật của Ngài nên chẳng có điều gì của con người mà Ngài không biết. Thi thiên này được chép như sau. Hỏi Đức giê Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chú biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa chú hiểu biết ý tưởng tôi. Chú xét nét, nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức giê Ngài đã biết trọn hết rồi. Chú bao phủ tôi, phía sau và phía trước đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự trí thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến đội tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Nếu tôi lên trời, Chúa ở đó. Ví tôi nằm dưới ông phủ, kia Chúa cũng có ở đó. Nhật bằng tôi lấy cánh hưng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tâm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tâm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tâm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, về thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay, số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Quý vị và các bạn có suy nghĩ gì về bài ca trong thi thiên 139 này riêng tôi mỗi lần sau khi đọc thi thiên 139 nhiều lần tôi càng thêm lòng kính sợ Chúa và biết ơn Ngài nhiều hơn tôi kính sợ Chúa vì Ngài là đấng tạo hóa của tôi Ngài tạo dựng nên tôi cách thật diệu kỳ Ngài không muốn tôi giống bất cứ một ai khác Ngài muốn tôi là một tạo vật đặc thù được dựng nên để làm vinh hiển danh Ngài Tôi biết ơn Chúa vì Ngài chọn tôi làm con dân Ngài và đầy tớ của Ngài. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài còn cho tôi sống trên đất để tôi tiếp tục làm sáng danh Chúa. Như David nói, số mạng tôi hoàn toàn do Chúa định liệu, chứ không phải bởi hên xui mai rủi. Qua thi thiên 139 so dẫn, tôi được nhắc nhở rằng con người có thể biết Đức Chúa Trời qua một vài sự mặc khải như sau. Thứ nhất, vũ trụ thiên nhiên. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa còn vũ trụ và con người là tạo vật của Ngài. Thứ hai, qua kinh thánh, qua kinh thánh chúng ta biết Đức Chúa Trời là vua và người tin nhận Ngài là con dân của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ và con dân Ngài là bầy chiên của Ngài. Thứ ba, lương tâm. Đời sống thay đổi từ khi nhận biết Chúa, khi đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, người tin theo Chúa được gọi là con cái Đức Chúa Trời và Ngài là cha thiên liêng của mình và lương tâm cho biết rõ điều đó. Hãy nhớ, bạn và tôi không phải tự nhiên được hiện hữu ở trên trái đất này. Bạn và tôi được Đức Chúa Trời tạo dựng nên để làm sáng danh Chúa ở trên đất và để chuẩn bị cho sự sống đời đời ở trong cõi vĩnh hằng với Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn đời sống của mình trên thế giới tạm bợ này cho đến khi bạn và tôi biết Ngài và kinh nghiệm một cách rõ ràng về Ngài có người nói vắng tắt rằng đạo tin lành là đạo thời trời. Vâng, người tin theo Chúa được gọi là tín hữu tin lành. Chỉ biết thờ phượng và học việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Mà thơ chương 4 câu 10 chép điều đó. Con người chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng gồm có thể xác, linh hồn và tâm linh. Sáng thế ký chương 2 câu 7 chép rằng, dê va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất, nắng nên hình người, hà xanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một lồi sanh linh. Chúa bàn cho chúng ta phần tâm linh và tâm hồn để chúng ta hướng về Ngài và trong đời được ở với Ngài trong cõi đời đời. Linh hồn chính là sự khác biệt giữa loài người và loài vật. À, cách đây một tháng, tôi có đọc một tờ báo ghi chép về một tín hữu người Anh viết thư hỏi mục sư mình rằng con chó của bà ấy chết có được lên thiên đàng hay không? Lẽ dĩ nhiên vị mục sư trả lời rằng theo kinh thánh dạy, không. 100% con chó của bà không được lên thiên đàng. Vua David nhận biết thế giới đầy dẫy gian ác, tội lỗi nên ông hướng về cõi đời đời. Ông biết rõ sự cuối cùng của đời sống mình là ở trong cõi đời đời. Đó chính là sự sống đời đời trong thiên quốc Chúa. Ông cầu xin Chúa dẫn ông vào con đường đời đời đó. thì Thiên 139 có 24 phần B chép điều đó. Quý vị và các bạn có mong ước đi vào con đường đời đời đó không? Muốn vào con đường đời đời đó, trước tiên, bạn phải trở lại trong mối liên hệ tâm linh với Đức Chúa Trời. Chúa Sư cảnh tỉnh tất cả mọi người sống trên đất rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì. Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại. ma thi ơi, chương 16 có 26 chép điều đó. Có nhận biết Chúa, bạn mới không bị mất linh hồn của mình ở trong cõi vĩnh hằng. Xin đừng trì hoãn việc tìm kiếm Chúa để nhận biết Ngài hôm nay vì cơ hội sẽ không còn cho bạn ở ngày mai. Có câu nói rằng biết Chúa cứu thế là kiến thức lớn nhất trong mọi sự thông biết. Vâng, quyết định của bạn về Chúa Giêsu sẽ định đoạt số phận của bạn hôm nay và ngày mai. Mong rằng Quý vị các bạn sớm nhận biết Đức Chúa Trời bằng sự tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và chủ đời sống của mình để linh hồn được cứu và kinh nghiệm mới liên hệ tâm linh với đấng tạo dựng nên mình từ nay cho đến đời đời. Mong lắm thay. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời là Thượng Đế là đấng tạo hóa con người sống trên đất trong đó có bạn và tôi dẫn dắt mọi chúng ta đi vào sự yên nghỉ ở trong cõi đời đời chúng ta cầu nguyện kính lại đức chúa trời ba ngôi cảm tạ chúa đã cho chúng con nghe được lời hàng sống của ngài để chúng con biết rõ rằng chúa biết chúng con chúa yêu chúng con và chúa muốn chúng con trở nên con dân của ngài để kinh nghiệm sự sống đời đời ở trong cõi đời đời nguyện xin chúa ban cho tất cả mọi chúng con đặc biệt quý vị quan khách các bạn của chúng con lắng nghe sự điệp này sẽ biết rõ ràng để cho trời yêu thương mình và muốn ban cho mình sự sống đời đời hầu nhận được sự sống đời đời bằng cách mời Chúa Giêsu làm Chúa làm chủ đời sống của mình có một đời sống bình an vui thỏa và được Chúa dùng trong công việc nhà của Chúa cho đến khi được gặp mặt Ngài còn cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen trân trọng kính chào quý vị và các bạn